Lúc này thì ông Trần Duy Hùng, trưởng phòng quản lý thể thao thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã phất cờ cho các vận động viên thi đấu chặng đua thứ 22 từ Cần Thơ đi Long Xuyên. Đã có mặt trong nhóm này cùng với Trần Nguyễn Minh Trí. Cú nhấn bàn đạp của tay đua vượt Đông Sài Gòn Đồng Tháp đã loại đi Nguyễn Hữu Thành của quân khu 7 ở top đi đầu này. Và bây giờ thì quân khu 7 chỉ còn lại Nguyễn Văn Nhã thôi. Còn khoảng 800m nữa thôi. Nhưng nhóm phía sau cũng đã ngay lập tức nhấn bàn đạp để bắt vào tay đua của vượt Đông Sài Gòn Đồng Tháp. Đó có lẽ là tay đua Lê Hải Đăng. Lê Hải Đăng chứ không phải là Phạm Quốc Cường. Như vậy Lê Hải Đăng là người đã chiến thắng ở đêm giải thưởng dọc đường duy nhất ở chặng đua này tại huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ. Kính thú vị, như vậy là với những guồng chân mạnh mẽ thì tập thể Đồng Tháp, vượt Domesco Đồng Tháp đó là những người thi đấu rất thành công ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên ở trong chặng đua ngày hôm nay. Khi mà tay đua Lê Hải Đăng là người cán điểm swing đầu tiên, về vị trí thứ hai đó là Nguyễn Phạm Quốc Khang của Đồng Nai, Trần Nguyễn Minh Trí về vị trí thứ ba và tay đua giành vị trí thứ tư đó là Nguyễn Văn Nhã của ekip quân khu 7. Đây là nhóm các tay đua tiếp theo khi mà Basanku Miyamasuren vừa vượt qua điểm swing này, và ngay phía sau họ đó là đoàn đông do tập thể tập đoàn Lộc Trời An Giang và gạo Hàng Ngọc Trời An Giang kiểm soát. Trọng tài cũng đã thông báo khoảng cách giữa đoàn đông phía sau và nhóm các tay đua đi đầu lúc này đang là 1 phút. Những pha tấn công phải nói là cực kỳ hấp dẫn ở lúc này, khi mà cách đến còn 6 km nữa. Vladislav Duinov là tay đua đã nhấn bàn đạp bứt lên. Một tay đua có khả năng đua cá nhân tính giờ tốt bứt lên phía trên là một sự đe dọa thật sự cho khả năng giành chiến thắng chặng của các tay đua bên phía An Giang, nên họ ngay lập tức sẽ phải nỗ lực để bắt vào lúc này. New Group đang thực hiện tiếp tục đợt tấn công, một pha tấn công của Vladislav Duinov. Những động thái tấn công liên tiếp của tay đua Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Những cú nhấn bàn đạp có thể sẽ khiến cho một số mắt xích của tập đoàn Lộc Trời và gạo Lộc Trời bị tuột lại. Nhưng vẫn là một quyết tâm kiểm soát toàn bộ chặng đua này đến từ các học trò huấn luyện viên Lê Thanh Liêm. Bên phải là thời cơ để các tay đua của Đồng Tháp có thể bước lên để làm tông. Louis đã xuất hiện trong góc quay này. 3 km cuối rồi. Hai tông đi rất đẹp của hai đội đua Đồng Tháp và An Giang. Đang làm chủ tốc độ đó là tông của các tay đua vượt Domenico Đồng Tháp để đưa Trần Tuấn Kiệt về tranh chấp nước rút. Với thế trận như thế này thì Peter Rikunov có lẽ sẽ không dám mạo hiểm để băng lên, bởi vì tốc độ cao và sau đó là một khúc cua. Và đây sẽ là một khúc cua tương đối mạo hiểm nếu như Peter Rikunov, người đang giữ chiếc áo vàng, muốn tăng lên tấn công. Nhưng tay đua này thì luôn luôn sẽ nỗ lực để tìm ra một khoảng cách hợp lý nhất. Và lúc này các tay đua của Kenda Đồng Nai cũng đang bắn lên ở bên phía bên phải sát tông của vượt Domesco Đồng Tháp. Vladislav Duinov cũng đang chờ đợi thời cơ của mình, và có thêm một tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Nguyễn Tấn Hoài đang bám ngay phía sau của Trần Tuấn Kiệt, và phía sau Nguyễn Tấn Hoài đó là Nguyễn Văn Bình. Lúc này một tông khác của tập đoàn Lộc Trời đang vươn lên để chiếm vị trí thượng phong trong việc tăng tốc này của vượt Domesco Đồng Tháp. Và rõ ràng lúc này áo vàng cũng đang chen lên, anh đang trong vị trí thứ 5, thứ 6. Vâng, và đó là động thái để chọn vị trí tốt để khi tiến đến đoạn góc cua ở trục đường trận đầu và sau đó rẽ vào đường Nguyễn Huệ sẽ là thời điểm để Peter Rikunov chọn cho mình vị trí thích hợp nhất. Chỉ còn vài trăm mét nữa là các tay đua sẽ rẽ vào đường Nguyễn Huệ. Họ vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực ở trên đường trận đầu. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem. 800m cuối, Peter Rikunov đang là tay đua giữ vị trí thứ hai. Peter Rikunov rất quyết tâm để Hoàng có thể giành chiến thắng. Đang đưa hơi cho Peter Rikunov rồi. Louis và bám sát phía sau chắc chắn là Trần Tuấn Kiệt. 400m cuối. Một không khí cực kỳ cuồng nhiệt và tất cả các tay đua đều tăng tốc. Peter Rikunov đang bước lên. Trần Tuấn Kiệt bám rất chắc với Peter Rikunov. Louis vẫn chưa tách ra. Và là lúc cuối cùng 100m cuối. Peter Rikunov. Quá mạnh, không thể nào, không thể cản nổi. Chiến thắng lần thứ 10. Chúng ta một lần nữa xem lại pha tấn công cuối cùng. Peter Rikunov quá mạnh, anh ra chân trước, hơi của anh dài hơn tất cả và anh kéo một mạch, bỏ lại tất cả các tay đua khác ở phía sau. Trần Tuấn Kiệt nỗ lực bám theo nhưng không thể nào bám theo được một tốc độ quá cao của Peter Rikunov. Nguyễn Văn Bình cũng đã nỗ lực ở phía sau.
Nhưng chiến thắng là của Peter Rikunov, thứ hai là của Louis Destriac. Congratulations, the 10th victory, amazing.